Này mấy giờ? 15 nữa 12 giờ. Chào cô chú anh chị và các bạn. Kém 5 phút nữa 12 giờ cả nhà. Bây giờ thì chị em ăn cơm. Làm người bữa nào không phải ăn cơm hết trơn. Làm người mới ăn hả? Bữa nào không phải ăn cơm. Ăn hoài mà không thấy lớn. Khổ thiệt. Bữa nay thì ăn cơm có 3 món, 4 món, 5 món luôn. Review đến cô chú anh chị và các bạn 6 món luôn nha. Cơm trắng nè, là 1 món. Còn đây là lòng, cà pháo hả? Lòng heo. Cà pháo cái gì vậy? Phải cà pháo nó lộn xộn có dưa không? Lòng heo, còn đây là cái gì? Cá kho, cái tép. Đây là rau, canh, cà pháo. Nó hôi cái cuối vậy. Hơi gần vậy. Lục heo này, cái này nè. Không, lục heo này. Nè, nó lột lên. Hôi quá. Lục heo hôi á. Còn phải cái cà pháo nó hôi. Không tôm. Đúng chùa. Rau ngon quá. Mời ngoại ăn cơm ngoại ơi. Mời bác Năm qua đây ăn cơm với con luôn. Cái này ngon quá ta. Ngon quá. Cho leo làm tôi ăn với ấy được ta. Với mắm tôm được ha. Cũng tình hợp lý hả? Nước ấy quá. Mắm rau ít nước quá hả? Chơi mình xin nước nhiều nè. Hậu có bả hết luôn. Cái thảo cá bà kho đó. Chút xíu à. Ừ. Bà kho ít nước quá. Thường cá này nhà khô éo á. Cái nào khô éo. Ăn cơm ở đây bữa nào cũng có cô rào ăn. Rồi giờ bữa rau ấy mọc mình đi hái nữa. Để em thua. Bữa nay bà cho canh gì á? Canh mớp không? Ừ. Như chỗ chị này hay cho hay lóc canh mớp. Ở chỗ chị là cho thì ha, canh chua. Làng nghĩa anh gì cá rô bí con cá rô bí nếu mà cá rô heo nó lấu nếu mà cái này anh thì anh sẽ làm thành cái món khác ấm gì ngon hơn chiên bột có bánh tráng không có bánh tráng không không cơm cũng được không mình bỏ làm cháy cũng được chiên bột ngon làm nước mắm chua ngọt hôm nào mình làm gì một cái bánh tráng ăn đi. Mình mua một ít rau á. Mình làm ít. Cái gì đó cái mình cũng bánh tráng nè. Dễ mà. Đơn giản rồi. Ừ. Làm miếng mắm ngon ngon thôi. Ngon á. Nhưng mà bánh tráng là phải có rau nhiều. Đó. Chủ yếu là mình ăn bánh tráng chủ yếu là rau. Rau với leo. Mà ở đây có cái điều đặc biệt nha. Ở đây bán bánh tráng không có ăn gì leo nha. Ngon lắm. Dạ. Ngon quá. Lúc qua em ăn vô leo mà. 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 Phải ăn ăn bánh dẹp ăn em cải. Cải đắng. Cải xanh. Cải đắng. Hoặc là cải cà lách. Cái rau sống này. Không ăn vô leo. Mình chán cuốn. Ừ. Không có cuốn luôn. Thì dạ. Lấy cải cuốn. Hoặc là biết sao không? Đây nguyên một cái tô. Dục nguyên cái bánh tèo vô. Trộm. Ừ, cái bỏ rau vô trộn, chan mắm lên trộn vậy đó, mà ngon. Vậy đó. Thì vậy thì em hỏi chị vậy chứ mà lúc người đổ bánh xèo á. Đổ làm gì để cho nó giòn cho nó đẹp chi mà sợ tới ăn cũng trộn vô cái tô. Tùy theo mỗi người thích. Đi trộn vô cái tô thì nó làm miếng cuốn á. Có trộn cho lẹ. Thì lúc người ta đổ thì quấy quấy luôn, tan nát cả chấm chảo đi để người ta ăn luôn. Thì giống như là ai thích ăn cách gì thì ăn. Đổ thì phải thích cho nó đẹp. Còn ai muốn ăn thì ăn. Hồi xưa về nhà người bạn ở Gò Công chơi á. Cái chim bánh xèo ăn. Cái giọng chén. Sao tôi đó gọi là Gò Công? Nó công tại vì nó không được thẳng.
Cái gòn nó cầm nói ở nhà bừa bạn nói nè mới ăn tô chén làm gì mà mình đúng ra mình thấy chén mình đựng nước mắm cũng đúng không, cái mình nguyền mầm dày ai để cuốn mắm vô tưởng đâu là bỏ lấy tại vì lấy bánh xèo bỏ vô trong cái chén á chỗ ăn này mà chén đi chén một mắm thôi cắn vô liền có phải không, nó muốn ứa nước miếng vào luôn chua á. Ừ ngon không, cái này mình để ngày mai nữa nó hơi chua quá, chua chua muốn hơi ê ha, nó ê hàm răng chua mà cắn vô nước miếng nó búng ra. Sửa nhà đi xúc mấy con tép này nè, mê lắm á, tép răng này nè, tép bò á, tép bò biết đâu có nhiều hơn, nó hay ở cái đường mương á, cái bờ mương á, ngay chỗ cái đường ống mà chảy nước ra chảy nước vô á, nó rất nhiều lắm, dễ mấy tép này nó mê rong tầm khoảng 2 năm trước rồi, 2 năm trước rồi, từ gần Tết, từ tháng cái nước mà nước lớn là bảy hả, bảy nước lên cho biết xong cái nước nó rút á, ở dưới nó hay nói việc nha, nó lên theo trên cái ruộng người ta, mê luôn hả, xong nước nó rút xuống cái nó dồn cá lại, cá chốt đó nha, mới là cái này, nó như là nó kìm mập bắt cái cạn á, như là phải nói là như như dồi, như hốt mới không phải bắt bằng con nữa, nhưng mà dưới quê mình kiếm cá hồi đó kiếm cá dễ ha. Mà nó không ai bắt nữa. Cái chốt câu á, chốt bự. Ta hốt về mà chủ yếu là đậu mắm. Cho có ăn uống gì nổi. Nhiều quá. Còn lại thiên thiên thì khô để dành. Khô để dành. Nhưng mà cái chốt câu ăn nó dễ lắm, nó hôi. Cái chốt cũng có nhiều loại nè. Mà... ngon nhất là cái chốt giấy. Chốt gì? Đen đen là có chút đau cho ăn nó hơi hôi hôi, còn cái chốt mà nó màu đen cái bụng nó bự mà có mỡ rồi còn nó mới ngon, chốt nó béo phì. Bự nha, còn là cái chốt giấy cá mà không à nó xả rồi là kho khô khô bỏ cái mỡ thôi, chốt cũng đậm nhất là con mỹ cá kho sống ở quê miền quê của chú anh chị thanh bình bình yên nhưng mà cực cực khổ nông dân mà không biết ở quê của chú anh chị sao chứ của em là cái nơi mà làm nông á, làm lúa rất là cực, nắng nôi nhưng mà dạo này xã hội tiến bộ một chút à, làm gì cũng có máy móc nó đỡ một chút, hồi xưa làm bằng tay không, mỗi lần mà tới mùa lúa nha, gặt lúa nó gọi là gặt lúa là nông dân đi ra trắng đồng luôn, giống như một cái thành phố ở đâu cũng thấy người mà đốc nó là đồng, còn bây giờ mà máy móc cải tiến chỉ cần vài người là có thể làm được vài chục công lúa, không cần nhiều, nông dân bây giờ nó tương đối là khỏe hơn lúc trước. Hồi xưa lúc em còn nhỏ nhỏ dưới quê á, lúa mà cắt ra mà trời mưa phải phơi còn nắng mới bán được, còn khô á. Ở dưới quê là hay có một cái nhà là cũng tráng trên chim măng đúng không, có lúa đúng không, một con thằng banh một con mượn xăng người ta phơi lúa phơi khô mới bán được. Mà cực khổ là giống như đang phơi phải không, trời chuyển mưa cái. Trời chuyển mưa chạy muốn xúc quần luôn, từ mưa chưa kể là lấy mũ đậy này kia nọ lắm đó. Vậy mà nó vui vậy đó, mà cái xúm xích lại nhau cũng vui, cực bất cực nhưng mà vui.
mới thấy gì bóng trắng sót ngang à? Đầy quá. Đây không? Hồi tối em nằm trên bao thấy một cái cảnh tượng ghê lắm. Nhưng mà thôi. Không cãi đồng. Không cãi đồng. Gì cho nữa? Không không. Măng. Không có măng. Đúng rồi. Không ăn không thêm nữa. Lâu quá. Tôi rào. Thật ra cho mình là gọi để ăn cơm của chú anh chị. Ghi hình lại. Để mai mốt ha. Là mà ông ngoại xây nè. Mới cùng lạc được xây xong. Xây lên là ta sẽ tháo ra đi. Mai mốt của chú anh chị khó thấy ngồi đây ăn cơm. Chắc là gốc cây kêu. Để mốt mưa là gốc cây. Ừ, khó còn ghê quá. Gắn. Ừ, sợ. Mình kiếm cho chỗ khác hả? Ở bên kia ngồi chỗ bình đang đối diện này, kiến không? Kiến vàng á. Mình nói kiến vàng. Quay cái này. Sau này cái niệm á. Hết rồi. Hết rồi. Coi lại cho khóc. Khóc chết luôn á. Làm cái kỷ niệm đẹp. Bên mẫu ngoại đến mẫu của chú Năm. Bây giờ em vẫn thỉnh thoảng em coi ở cái clip mà lúc mà mới lên á. Còn lúc mà còn đắt á. Bông. Còn cảm. Hoặc là 90 ngày, 99 ngày, 100 ngày. Và những cái clip hồi xưa coi là thấy kỷ niệm ùa về. Mặc dù nó trải qua mới có mấy tháng rồi. Nhưng mà nó thay đổi nhiều quá. Thời gian cho đi thay đổi quá nhiều. Là 6 tháng rồi ta. Cắt tóc 6 lần. Nhiều khi con người mình cũng thay đổi thôi. Đừng nói là cảnh mặt. Mọc. Ở đây 6 tháng, cắt tóc 6 lần. Tháng cắt lần. Cái gì giờ cũng sẽ thay đổi đó. Giống như đó. Mắc cười lắm hồi xưa. Lúc em chưa lên đây, em về quê á. Về quê mà em đi bằng cái xe cắt ngồi ở chỗ cửa sổ á, cái nhìn ra xung quanh thì tự nhiên nó có một cái gì đó nó ùa về á, giống như là nhiều năm rồi, 5-7 năm thì mình chưa bao giờ mình đi xe khách mình ngồi mình ngắm cảnh như vậy. Và cái con đường mình đi á, nó lạ lắm, đi xe máy nó khác, đi xe khách nó khác hơn, nó muốn khóc luôn vậy. Có khóc không? Có hít hít. Chứ đàn ông đâu có gì dễ mà gây lại đúng không? Nhưng mà sao mà tâm khóc? Nhưng mà hiếm lắm. Hiếm lắm. Muốn khóc nhưng mà khóc không được. Tại vì Dũng cũng có mạnh mẽ, cũng có cứng rắn nha. Cũng là con người thôi. Chị chấm mấy thằng trai á, nó mới yêu á, có gậy gậy bỏ đi khóc quá gì. Hiếm, mà hiếm. Khóc à, mới nói khóc à. Chảy nước, chảy nước mũi. Ngon quá. Chảy ra nữa nha, còn miếng cơm à. Ngon, không ăn không à. Đồ ăn hết đi. Ngon quá à. Ngon quá. Sao chị này chỉ cho bịch rau bự quá ha. Nãy bắt tôi lấy đi, ăn đi. Ăn lát hết, bỏ chó ăn gì. Rau mà chó ăn hả? Gì đây? Mớp cái gì à? Mót à? Mớp làm khoái ăn gì? Mớp xào. Nó ngọt.
đổ một cái bịch lại. Ui đó. Cái lá gạo ngót đó nha, muốn ngon lắm, là nấu là phải dò ra. Đúng rồi, dò ăn nó sẵn. Bóp nát kìa, không dò ăn nó sẵn. Ăn nó chỉ cứng thôi. Ừ. Cái chỗ cái quán này bán cơm mà không có kiểu đó lâu á. Lại hao ga nữa. Dạ, tao muốn cho ngon á. Nóng á, ngon á. Nhưng mà làm theo cái cách đó rất là lâu và hao ga. Ừ. Và nó tốn thêm cái chảo nhỏ nhỏ nữa đó. Ừ. Nhiều khi còn muốn lạ thì được. Ừ. Tại vì nếu mà làm như vậy á, thấy trên Sài Gòn á, người ta bán là người ta chế cái tủ ở dưới, là người ta đun nước sôi dưới đó. Ừ. Thay vì dùng lửa để làm nóng thì người ta dùng nước, dùng hơi nước làm nóng. Có đầu để cái khay đồ ăn lên trên là nó nóng hoài luôn, nó đâu có rút nước đâu. Ừ. Gọi là cách thủy cách nhiệt đó. Ừ. Thì nước đồ ăn nó nóng hoài luôn. Còn làm như cái cô này bán này á, và chế ra cái chảo và hầm là sau đó là đồ khách ăn, thứ nhất là hao ga, thứ hai là hao sò bông, thứ ba là hao cái chảo luôn. Nhiều khi nếu mà muốn làm như vậy chẳng qua là để cái chảo cho nó đậm lạ đó, cho nó mới lạ thì được. Trời vẫn mưa xong. Mắm gà bữa nào cũng mưa. Tối giật mơ mầm. Tôi đau không á. Ngon biết không? Lấy no. Người Việt Nam. Người Việt Nam lúc nào cũng chừa. Ừ, ăn một bữa thì nhỏ chừa chi. Trời ơi, à thôi. Ủa, tao canh gì khác anh em? Tao khác được. Cầm chuyện không có mớp. Nó lặn. Ủa em toàn là mớp không, mà không có bộ ngót. Còn chịu bộ ngót quá trời, em không có mớp. Thơm ta, mớp là thơm. Có sự kiểu thơm vô. Không, cái này chắc mớp hương á. Mớp hương thơm. Rớt lên đồ một cái mà nó không biết gì rồi bố kiến động. Cơm này đem về về cho bà nghe ạ. Nghe nữa bà nghe nó ăn chắc tại là chị Thánh Sư không ăn xong rồi cuối cùng chú anh chị bây giờ tạm xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thì ngày nào thì hai chị em một lần cũng như là ăn cơm chị cũng có chia sẻ đây cũng như là mình có kỷ niệm cả nhà, chứ ngồi ăn cơm thì ngồi tâm sự nói chuyện phím nói chuyện vui chứ cũng không có gì hay ho. Qua là ăn cơm muốn chia sẻ tâm sự để gửi đến bà con cô bác cô chú anh chị đặt xa đó và yêu thương em thì cũng như cho em xin một like một số nhé, cho chị Nắng Sơn một like một đăng ký kênh một lượt chia sẻ cả nhà. Xin chào, kính chúc cả nhà mình một trưa xuân vui vẻ. Dạ, cô chú anh chị. Không mà đau mất hết rồi. Cậu có lại. Để nó chảy nước mình.